Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vì Sao Thế, kiến thức thú vị, nơi giải đáp những câu hỏi tưởng dễ nhưng lại vô cùng hóc búa về mọi mặt cuộc sống. Cảm ơn vì đã lựa chọn theo dõi kênh. Các bạn thân mến, gần đây thì câu trả lời của một Á hậu tại một cuộc thi quốc tế về nhân vật hoạt hình Disney đã khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao. Với câu hỏi, nhân vật Walt Disney bản thân thích nhất là gì? Và Á hậu đã không ngần ngại trả lời về nhân vật Doraemon, tức chú mèo máy đến từ Nhật Bản. Nhiều người cho rằng thật khó chấp nhận khi một kiến thức đơn giản như vậy cũng không biết, nhưng cũng có người lại cho rằng việc nhầm lẫn là hoàn toàn bình thường. Kiến thức có thể dễ với người này nhưng lại khó với người khác. Hơn nữa, sự nhầm lẫn có thể cũng có lý do của nó nên có thể thông cảm được. Vậy hãy theo dõi tiếp video để biết đó là lý do gì. Cùng với đó sẽ là lời giải cho hai bí mật kinh điển khác về phim hoạt hình Disney. Đừng bỏ qua video này nhé! Các bạn thân mến, Doraemon thuộc sở hữu của tập đoàn TV Asahi, nhà sản xuất phim Fujiko Fujio kiêm tác giả của bộ truyện Doraemon. Và thực tế, đúng là vào năm 2014, hãng Disney đã mua lại chú mèo máy Doraemon. Thỏa thuận mua lại được Disney tiến hành với TV Asahi và đơn vị này sẽ chịu trách nhiệm về thương quyền ở Mỹ. Tuy nhiên, phải làm rõ rằng Disney mua bản quyền để chiếu ở quốc gia của họ, chứ không phải mua đứt bản quyền để sản xuất. Đội ngũ sản xuất của phim cho tới thời điểm này vẫn là của Nhật Bản. Vâng, sự thật là như trên, và câu trả lời của Á hậu thì chắc chắn là sai. Còn việc có thông cảm được với sự sai sót đó hay không thì là quyền của người hâm mộ, quyền của tất cả các bạn. Tuy nhiên thì chúng tôi nghĩ rằng ai mà chẳng có những thứ mình không biết, chỉ là ai may mắn hơn mà thôi. Vâng, và nhân dịp có nhắc tới nhân vật của Disney, chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm một chút về những bí mật kinh điển của những nhân vật này để bổ sung cho kiến thức của mình nhé. Các bạn thân mến, trong rất nhiều phim hoạt hình của Disney, các nhân vật nhỏ tuổi thường lớn lên mà không có mẹ hoặc là cả cha lẫn mẹ bên cạnh. Có thể kể tới những nhân vật rất nổi tiếng trong những tác phẩm như Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, Công Chúa Lọ Lem, Peter Pan, Cậu Bé Rừng Xanh, Nàng Tiên Cá hay Người Đẹp và Quái Vật. Người hâm mộ thường rất tò mò về điều này. Năm 2014, trang Huffington Post đã chia sẻ vài lý do để giải đáp phần nào thắc mắc này. Cụ thể thì theo nhà sản xuất, bộ phim thường chỉ kéo dài khoảng 80-90 phút và hầu hết những nhân vật trong phim hoạt hình của Disney đều xuất hiện trong cả một quá trình từ bé cho tới khi trưởng thành. Các câu chuyện thường tập trung nêu bật hành trình nhân vật chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình. Thường người ta sẽ trưởng thành nhanh hơn nếu không phụ thuộc vào cha mẹ. Và đó chính là cách để kể vắn tắt một câu chuyện, giúp trong 80-90 phút mọi thứ có thể được kể trọn vẹn và tập trung vào phần thông điệp chính. Tuy nhiên, đó cũng chưa phải là tất cả. Lý do khiến cho nhiều nhân vật hoạt hình của Disney chịu cảnh mồ côi bắt đầu từ một câu chuyện buồn có thật trong cuộc đời của nhà làm phim Walt Disney. Walt và anh trai Roy đã từng mua cho cha mẹ của mình một căn nhà ở Los Angeles vào năm 1937. Khoảng một năm sau, vào một buổi sáng tháng 11, mẹ của Walt gọi điện đến bảo khí ga bị rò rỉ ở chỗ lò sưởi, liệu ông có thể tới sửa được không? Walt Disney đã yêu cầu những nhân viên kỹ thuật của hãng phim tới sửa lò sưởi đốt bằng khí ga trong ngôi nhà mới của cha mẹ mình, nhưng mà những hỏng hóc vẫn chưa được sửa chữa triệt để. Một buổi sáng, khi người giúp việc của gia đình tới làm, thì phát hiện cha mẹ của Walt Disney đã bất tỉnh. Sau vụ việc đó, chỉ có cha của Walt Disney còn sống sót, còn mẹ của ông thì qua đời do ngạt khí quá nặng. Trong suốt cuộc đời của mình về sau, Walt Disney không bao giờ nói lại sự việc này, nhưng những câu chuyện đó đã âm thầm ám ảnh ông suốt phần đời còn lại. Từ tận sâu trong lòng mình, Walt Disney luôn cảm thấy trách nhiệm thuộc về mình bởi chính ông đã mua cho cha mẹ căn nhà đó, đã yêu cầu những nhân viên kỹ thuật không thực sự hiểu về cơ chế hoạt động của những lò sưởi đốt bằng khí ga tới sửa chữa hỏng hóc giúp cha mẹ mình. Những nhân viên làm việc thường xuyên với Walt Disney đều hiểu rằng ông ấy rất yêu thương mẹ và cái chết của bà đã khiến ông bị dằn vặt. Bà Frodia Cole Disney, mẹ của Walt Disney, qua đời năm 1938 ở tuổi 70. Rất nhiều những nàng công chúa của Disney như là nàng tiên cá Ariel, nàng Bạch Tuyết,
nữ chiến binh Mộc Lan, dù được khắc họa là xinh đẹp toàn vẹn từ ngoại hình tới tính cách, nhưng các nàng đều không có móng tay. Trong khi đó, những nhân vật phản diện, phần móng tay lại được nhấn nhá và tô đậm. Nhiều người tin rằng, cách khắc họa những nhân vật phản diện có móng tay dài, nhọn, được tô màu nổi bật khiến người xem có cảm giác đây giống như những móng vuốt. Điều này khiến tạo hình của nhân vật phản diện càng thêm thuyết phục. Dù vậy, việc tại sao những nhân vật chính diện, những nàng công chúa xinh đẹp của Disney lại thường không có móng tay thì vẫn là một bí ẩn chưa thể tìm ra câu trả lời thỏa đáng cho tới tận bây giờ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Vì Sao Thế Kiến Thức Thú Vị. Hy vọng các bạn đã có những giây phút vừa thư giãn vừa bổ ích. Đừng quên like, share video và dành tặng kênh một lời đăng ký nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.